Trong trường hợp mà người ta đánh cha đánh mẹ mình thì cũng vậy thôi. Đấy. Chỉ nên can thiệp khi nào đó mà bản thân quý vị không có cái tâm sân ở trong đó. Còn khi mà quý vị có cái tâm sân á thì đừng nên can thiệp. Quý vị có thể nói sư trả lời nó máu lạnh, nhớ giùm một chuyện như thế này nè. Khi mà Bồ Tát ấy thấy người ta đánh đập con của mình, thấy người ta bắt vợ của mình nha, trong một thoáng chốc tâm sân nổi lên và Bồ Tát có suy nghĩ là mình giết kẻ thù để mà cứu lấy vợ và cứu lấy con. Nhưng mà ngay sau đó Bồ Tát suy nghĩ là Bồ Tát giải quyết cái tâm sân mà nó đang sanh khởi đó, nó quan trọng hơn. Quý vị có thể nói là nhưng mà tôi không phải Bồ Tát, tôi không phải thánh nhân, thì vậy quý vị hỏi sư làm chi? Khi quý vị hỏi sư á là quý vị hỏi là trong trường hợp đó một vị minh triết, một người có trí thì giải quyết như thế nào để có thể chấm dứt cái vòng luẩn quẩn, và giải quyết như thế nào là sự giải quyết của bậc trí, giải quyết như thế nào để các bậc thánh khen ngợi, để Đức Phật ngợi khen, để chư thánh ngợi khen, để chư Bồ Tát ngợi khen. Giải quyết như vậy mới là giải quyết. Chứ còn giải quyết mà để cho người đời thì họ có thể họ khen đó, nhưng mà Đức Phật chê, các bậc trí chê, các bậc thánh chê, thì quý vị không cần hỏi sư những câu hỏi như vậy. Trong mắt của bậc trí đó thì cái lòng sân hận á nó quan trọng hơn, cái sự nóng giận của mình ấy nó quan trọng hơn và mình phải giải quyết nó. Còn cái việc còn lại đó, mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Đương nhiên thì khi sư trả lời này thì có một vài vị họ sẽ không có đồng ý, nhưng mà sư nói rồi, cái pháp thế gian á thì nó dễ lắm, nó dễ lắm, dễ làm lắm, ai cũng làm được hết. Cái pháp xuất thế gian á, nó mới là khó làm. Cứu cha cứu mẹ mình á, trong một cái trận đòn roi, trong một cái trận đánh á, thì nó dễ dàng. Cứu cha cứu mẹ mình ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi nó mới là khó. Tại sao đó? Tại sao có những người, những vị vua, có những vị tướng biết là đánh trận phải có người chết, nhưng mà những vị vua, những vị tướng, những người thủ lĩnh vẫn quyết định đánh. Có chiến tranh là phải có hy sinh, nhưng tại sao vẫn quyết định hy sinh? Bởi vì cái mục đích lớn lao hơn, giải phóng một dân tộc, giải phóng một đất nước, hoặc là chống lại xâm lăng, gìn giữ hòa bình. Biết là trong trận chiến này sẽ có những người cha không về, có những người chồng không về, có những người con không về, nhưng vì nghiệp lớn thì phải hy sinh. Bồ Tát cũng vậy thôi, các bậc trí cũng vậy thôi, Đức Phật khuyên chúng sanh cũng vậy thôi. Muốn thành cái nghiệp lớn ấy, thì phải biết hy sinh. Vì cái thứ lớn lao hơn thì phải hy sinh cái nhỏ đi.